Để nuôi nhiêu đó hoa thì cây nó rất là mất sức. Melan TV sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà chúng ta sẽ xuống hoa, dưỡng cây và chăm cây sau khi cho hoa nha cả nhà. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành xuống hoa cho cái giò lan này. Khi mà cái hoa nó đã tàn rồi cả nhà, nó không còn đẹp nữa thì chúng ta xuống hoa, chúng đừng để lâu quá là nó gây suy cây ha. Thì mình sẽ cắt, mình đường cắt sát thân, cắt cách thân khoảng 2 cm ha. Đấy. Ở đây nó có một cái nụ nè, nhưng mình cắt luôn cả nhà, bỏ luôn. Rồi cái chậu lan mình nó trở nên gọn gàng, cũng thiếu hoa thôi nha, nhưng mà gọn gàng rồi, nhìn mơn mởn rồi. Thì cái đây là cái hoa này thì mình sẽ bỏ ha. Và sau đây mình sẽ tiến hành chăm sóc cho giò lan này. Phục hồi cây sau khi chơi hoa thì nó không có gì khác ngoài là Saitama và Combo 8. Nhưng mà chúng ta tưới Combo 8 trước, và tưới bước nào trong Combo 8 hay là bón Saitama trước, thì sau đây Melan TV sẽ chia sẻ cho mọi người đây. Để trả lời cho câu hỏi là bón Saitama trước hay tưới Combo 8 trước, thì Melan TV phân tích một xíu này. Saitama là phân vi sinh hữu cơ, còn Combo 8 là phân tưới bón lá. Thì Melan TV xin phân tích thế này. Saitama là phân vi sinh hữu cơ, phân bón gốc tăng chậm ha. Còn cái Combo 8 là phân bón lá. Thì hôm khi trước á, là mọi người Melan TV hay khuyên là bón Saitama xong 10 ngày sau mình mới tưới Combo 8, như thế là lâu lắm, cây lan nó sẽ không đủ chất mà nó suy ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tưới Combo 8 trước. Mình tưới trước, sau đó mình bón Saitama. Tại vì mình chỉ sợ một điều là Saitama mới bón vào thì hệ vi sinh nó chưa có hoạt động á, là mình tưới phân lên thì có thể nó ảnh hưởng tới hệ vi sinh thôi. Nhưng mà bây giờ mình tưới phân xong mình bón Saitama vô thì nó đâu ảnh hưởng gì, đúng không cả nhà? Chỉ một thay đổi nhỏ thôi là mình có thể làm trong một hôm luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành pha cái bước 1 của Combo 8. Vì sao phải tưới bước 1 Combo 8? Thì tại vì cái cây mình nó trải qua quá trình nuôi hoa trong vòng khoảng 2 tháng thì nó sẽ dồn hết cái dinh dưỡng nè, cái năng lượng của nó lên, nó để nó nuôi hoa, nó làm cho hoa đẹp, hoa thơm, hoa rực rỡ, nên là nó đang thiếu chất dinh dưỡng rất nhiều. Mà kiểu là phục hồi, nhìn vô Combo 8 là cái bước phục hồi là chỉ có bước 1 thôi, là nó sẽ cung cấp dinh dưỡng mạnh mẽ nhất cho cây ha. Thì ở đây Melan TV có cái cò pháp 30 triệu ohm nè, 1 gram nha cả nhà. Cái chai này là chai nhãn mới nha cả nhà ơi, nhãn mới thôi chứ nó không có gì mới, nó vẫn là chất lượng vẫn là như cũ ha. Thì ở đây mình sử dụng là 1 gram, cái đầu nhỏ này, đầy đầu nhỏ như thế này là 1 gram nha cả nhà. Đó, mình bỏ vào. Cái bình này là 1.5 lít nước. Thì theo hướng dẫn sử dụng là sử dụng cho 2 lít nước. Nhưng mà ở đây cái bình có 1.5 lít nước thì sử dụng 1.5 thôi chứ biết sao giờ. Rồi, đây là cái chai Rotin nha cả nhà. Rotin. Thì nó cũng là nhãn mới thôi. Khác biệt một xíu so với cái nhãn cũ thôi, cho mọi người dễ phân biệt một tí. Cái Rotin này mọi người sử dụng 0.5ml, là nửa cái muỗng nhỏ này cả nhà, nửa cái đầu nhỏ này thôi. Tiếp theo là B1 hữu cơ 1ml cho 2 lít nước. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái hỗn hợp phân bón gồm 2 lít nước, 1 gram 30 rimium, 1ml B1 hữu cơ và 0.5ml Rotin nha cả nhà. Thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành tưới đều cho giò lan của mình. Lắc đều và tiến hành phun cho giò lan thôi cả nhà. Mình sẽ tiến hành tưới ướt đều cho giò lan ha. Nếu anh chị có thời gian, mình nên tưới nước cho giò lan của mình trước 1 tiếng 30 phút. Thì sau đó mình tưới phân thì nó sẽ cây sẽ hấp thu tốt hơn nha. Còn nếu không có thời gian thì không sao hết, mình cứ tưới thôi. Tưới ướt hai mặt lá nha cả nhà. Thường cái cây nó sẽ được hấp thu phân qua cái mặt bên dưới nhiều hơn là mặt bên trên ha. Rồi tưới đều gốc rễ nha cả nhà. Như vậy là chúng ta đã tưới xong cái bước 1 Combo 8 dành cho cái giò lan này. Thì cái bước 1 nó cung cấp gì? Nó cung cấp một cái lượng protein, nghĩa là cái dạng đạm mà dễ tiêu thụ, nghĩa là cây nó lấy vào là tiêu thụ được liền, nó không cần đồng hóa, chuyển hóa, nó không cần quá trình gì hết. Thì đó là dạng đạm phân tử, dạng đạm dễ tiêu thụ nha cả nhà. Cái thứ hai là nó cung cấp là 30 rimum với cái công thức NPK là 30-10-10, nghĩa là một dạng đạm cao. Thì nó cũng làm cho cái cây nó phục hồi và đặc biệt là nó sẽ bung rễ và bung mầm như thế này. Và cái thứ ba nữa là nó cung cấp cái B1 hữu cơ giúp cây tiêu thụ phân bón tốt hơn. Và trong B1 hữu cơ nó được pha trên nền tảng là đạm cá chiết xuất, một đạm cá tinh đó cả nhà. Thì nó cung cấp một lượng đạm nhỏ nữa cho cây. Và trong đó là B1 hữu cơ được chiết xuất từ tảo biển. Thì trong tảo biển ngoài cái B1 hữu cơ ra nó còn có cái vi lượng nữa. Nên là cái bước 1 tuy vậy thôi nhưng mà nó cung cấp dường như gần đủ dinh dưỡng dành cho cây lan. Với tỷ lệ khác nhau thôi cả nhà. Nghĩa là bước 1 là ưu tiên đạm một tí, rồi bước 2 là đạm thấp một tí vậy thôi. Chứ còn nó cung cấp dường như là gần đủ cái dinh dưỡng cho cây. Nên là khi anh chị tưới bước 1 anh chị thấy vẫn ra hoa. Đó là lý do tại sao vậy, nhưng cái hoa nó không đạt bằng mình tưới bước 2 thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bón gốc Saitama. Tại mình đã tưới xong rồi thì cái mặt đây bắt đầu ráo ráo rồi, mình sẽ tiến hành bón gốc Saitama vào nha cả nhà. Thì
Saitama mọi người cứ rải rải lên bề mặt của chậu ha. Nó cung cấp dinh dưỡng và nó cung cấp cái hệ vi sinh. Đó, nó có vi sinh cố định đạm, vi sinh phân giải lân và cái vi sinh đối kháng để tiêu diệt các loại vi sinh có hại. Thì nó cái bộ này là bộ một cái giải pháp chăm lan rất là toàn diện nha cả nhà. Vừa dinh dưỡng, vừa phòng bệnh. Và vừa là nghĩa là vừa tạo ra một cái hệ nghĩa là dinh dưỡng đó ta. Nó gọi là giống như dinh dưỡng chủ động dành cho cây á, là cái nó có cái hệ vi sinh này nó sẽ giữ lại dinh dưỡng cho trong cái cây này và nó trong cái giá thể này rồi cho cái cây nó ăn. Và đồng thời là nó còn xử lý cho cái giá thể tốt hơn nữa. Trong này nó có humic luôn nha cả nhà. Humic thì giúp phát triển rễ đó cả nhà. Mình đừng có bỏ vô sát gốc nha cả nhà, tại đầu rễ nó đều nằm ở ngoài hết đó, nó không có nằm trong gốc đâu. Mình bỏ sát gốc nó ủ ở chỗ đó ẩm quá thì dễ gây úng ngay gốc nha. Cái gốc phải thoáng, nguyên tắc là gốc phải thoáng. Và mình bón phân mình bón quanh miệng chậu vậy nè. Đó, quanh miệng chậu xa gốc. Thì cái rễ nó từ đầu nó bò nó ăn à, mọi người an tâm ha. Cái bộ này là bộ cái cây đã thuần rồi thì rễ vô tư luôn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã tiến hành cung cấp dinh dưỡng để đi vào cái giai đoạn là phục hồi cho cây lan sau khi chơi hoa. Chắc chắn là nó trong vòng khoảng 2 tháng nữa thôi là mọi người sẽ có hoa chơi tiếp nha cả nhà. Thì cây này nó đang lực đang khỏe như này thì cái tình trạng này chăm con 8 thì 2 tháng nữa là sẽ có nụ tiếp thôi cả nhà. Hy vọng là nó sẽ bật lên rất là nhiều mầm. Mọi người nhớ đón xem clip tiếp theo với cái chậu lan là vàng tia đây nha cả nhà, để mình xem là bao lâu và cái khả năng phục hồi của con 8 nó giúp cho cái nhảy mầm, giúp cho ra nhiều hoa hơn hay không. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ.